thì đang tận cảnh chuẩn bị là lắp tiếp cho em trai cái đôi cần gạt mưa anh em nhé, của xe Toyota Vios các bạn này, bản đồ ở bên Vinhome Long Biên, nó nhảy mất lần này lần thứ ba anh em ạ. Lần này lần thứ ba bạn mất các bạn nhé. Thì hai lần trước thì bạn có qua một số những showroom khác mua nhưng mà về vẫn bị ăn trộm. Nên lần này thì bạn qua mình sẽ lắp cho bạn ý và sẽ không ăn trộm được luôn. Đấy các bạn thấy không? Mình sẽ lắp cho em ý, đảm bảo với em ý không ăn trộm luôn các bạn nhé. Thì bên mình lắp thì mình đã rút kinh nghiệm rất là nhiều qua các video rồi. Mình có chỉ cho các bạn là các bạn phải bắn keo silicone, keo chống trộm thì các bạn mới không ăn trộm được. Còn nếu các bạn không bắn là các bạn sẽ bị ăn trộm nhé. Đấy, hiện tại thì em lắp cho em ý các bạn này. Đó các bạn thấy không? Đây mình sẽ thay con ốc chống đề. Con ốc này con ốc các bạn sẽ phải dùng khẩu vặn nhé, chứ dùng cà lê không vặn được. Mình đảm bảo với anh em là riêng nhà mình lắp bộ phần gạt mưa cho anh em, có lắp ốc chống đề và gọi là bắn keo chống trộm thì không bao giờ trộm ăn trộm được. Nếu anh em nào đó lắp nhà mình bị ăn trộm, các bạn cứ cầm qua đây, mình sẽ đền giá các bạn đôi khác. Đấy các bạn thấy không, đây hiện tại đang sấy cho em trai này. Đó các bạn thấy không, khi mình vặn cho ốc nó ngập xuống này thì sẽ không vặn được cà lê anh em nhé. Giờ mình sẽ vào em trai gạt thử. Đấy, ok luôn. Đấy các bạn thấy không, ngon luôn, gạt phát nào chết phát đấy luôn, cần mới chổi mới xịn xó hết luôn. Đấy, giờ mình sẽ bắn cái keo này các bạn này. Anh em YouTube đến tìm đông hết. Đúng rồi em ạ, nhiều đến lắm ạ, nhiều người nhiều người mất lắm. Đấy, mình sẽ bắn cái này các bạn này, các bạn thấy không? Mình bắn này thì khi nó cậy ra nó sẽ không nhìn thấy. Các bạn phải lưu ý cho mình là các bạn dùng keo silicon A500 bê tông nhá. Còn nếu mà các bạn dùng silicon trắng là không ăn đâu, nó không ăn vào cái sắt này đâu các bạn ạ. Đấy, các bạn bắn như này là nó sẽ khi nó cậy ra như này nó sẽ mất tầm khoảng, nếu mà nó cậy cái này bằng tay nó phải mất tầm nửa tiếng. Còn nếu mà nó dùng máy nó cắt thì nó làm thì mất tầm 10 phút. Nhưng mà nó đã dậy nhìn này rồi thì sẽ quan trộn nữa. Đấy bạn đeo mình bắn đầy hết này thì nó sẽ không vặn được. Đó, bạn thấy không? Rồi, ok cho các bạn. Đấy, sau đó thì mình sẽ, cái lắp này nó có cái ngựa, cựa này, ôm vào cần này. Đấy, ấn phát xuống đây. Đấy, nó kêu phát phát xuống ốc luôn. À, mình thấy các bạn nhá. Ngập hết luôn này. Ok, mai khô em cầm tay móc đi nhá, là xong. Đấy, là xong. Em chuyển khoản đấy, em đưa tiền mặt. Đấy, anh em ủng hộ mình nhá. Thôi, em trai đây. Thank you em. Ok, đủ em ơi, em cảm ơn nhá. Đấy, vậy mình bán em trai là 800 anh em nhá. Cả cần cả chổi, nói chung là đầy đủ hết. Màng mới đét xịn 100% mới, không chơi hàng cũ. Mình nói các bạn là không chơi hàng cũ nhá. Anh em có thể ủng hộ mình theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 2038. Cảm ơn em trai rất nhiều.